Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Hà sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái phần mềm Auto FB Comment tự động phiên bản chạy nền mới của công ty Zilla Việt Nam mới cập nhật ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thì đầu tiên là mọi người sẽ vào CH Play. Mọi người sẽ vào CH Play. Đây, vào CH Play. Mọi người vào tìm kiếm ứng dụng. Mọi người gõ Auto FB. Mọi người gõ Auto FB sẽ ra cái phần mềm Auto tự động tương tác của VRWay, công ty Zilla Việt Nam. Mọi người ấn vào cài đặt. Thì đây là phần mềm giúp mọi người comment tự động. Và cái tính năng mới của phần mềm là mọi người chỉ cần cài đặt thời gian thì nó cứ thế chạy. Không cần các bạn phải dùng trên ứng dụng để ứng dụng sáng màn hình thì mới chạy. Tức là tính năng này đã được cải thiện. Mọi người thử mở ra xem nhé. Và khi mà mọi người kéo lên này, mọi người lưu ý là đối với những người mà lần đầu tiên vào thì sẽ, nếu như không thấy cái chữ beta này này là phiên bản thử nghiệm, thì mọi người kéo lên ở phía dưới này sẽ có một, thay vì cái chữ thoát sẽ là chữ tham gia, tại vì là Hà tham gia rồi thì nó thành chữ thoát. Mà mọi người thì mọi người ấn vào chữ tham gia ở đây nhé, để tạo thành cái phiên bản beta là phiên bản thử nghiệm tất cả các tính năng mới của phần mềm. Thì sau khi mà mọi người cài đặt rồi thì mọi người vào đây. Mọi người vào và mọi người đăng nhập bằng tài khoản mà Hà đã tạo cho các bạn. Đây, đăng nhập số điện thoại. Sau khi mà mọi người đăng nhập thì sẽ ra cái ứng dụng như thế này. Thì mọi người ấn vào cái nút công cụ này. Đây. Thì do là trước đó Hà đã đăng nhập kết nối tài khoản Facebook vào rồi, thì nó đã hiện cái tài khoản Facebook của Hà đây. Còn nếu như mà mọi người chưa thì mọi người sẽ ấn vào đây để kết nối Facebook. Ấn vào đây. Ấn vào đây và chỗ này sẽ hiện ra một chữ kết nối Facebook. Thì mọi người ấn vào kết nối Facebook nhé. Ví dụ như Hà, để Hà làm lại từ đầu cho mọi người. Đây, sẽ hiện ra như thế này. Mọi người ấn vào kết nối Facebook. Mọi người ấn vào tiếp tục. Tức là nó khi mà mới đầu đăng nhập thì Facebook nó sẽ nghi ngờ là bạn đang đăng nhập ở trên một thiết bị mà trước giờ chưa hề đăng nhập ấy, thì nó sẽ nghi ngờ là sợ rằng có người hack mất nick Facebook của các bạn. Cho nên là nó sẽ báo cảnh báo như thế này. Không sao, mọi người cứ ấn tiếp tục. Các bạn đã bảo mật Facebook, đã thêm Gmail, số điện thoại theo sự hướng dẫn của Hà và add Zalo của Hà rồi thì cái mục này không sao. Chỗ này mọi người nhập cái thông tin Facebook của các bạn, số điện thoại và mật khẩu của các bạn. Đây, do Hà bật xác thực hai yếu tố cho nên nó hiện cái này, các bạn ấn vào nút có thì nó sẽ tự phê duyệt. Các bạn đợi chút. Đó. Như vậy là xong cái mục kết nối Facebook nhé. Đó. Cái này rồi bây giờ các bạn vào mục cài đặt này. Đây, các bạn sẽ thấy cái giao diện khác với bình thường. Đấy. Bây giờ nha, đầu tiên nha, từ trên xuống Hà sẽ hướng dẫn mọi người. Đầu tiên là cảm xúc, là giúp các bạn đi like hay thả tim thì các bạn ấn vào cái nút thay đổi, sẽ hiện ra tất cả các cái biểu tượng cảm xúc, thì các bạn chọn cái biểu tượng cảm xúc mà các bạn muốn. Hà thì Hà hay đặt thương thương. Thôi thì bây giờ đặt thích đi. Đó. Rồi các bạn bật nhóm lên, cho phép tương tác nhóm. Nếu như các bạn không thích tương tác vào nhóm thì các bạn có thể không bật. Cho phép tương tác trang. Đó, loại trừ. Chỗ loại trừ này thì các bạn không nên đặt từ khóa nữa, tại vì là khi mà mình đã bật á, thì hệ thống đã tự động loại trừ. Trong cái code của hệ thống đã viết các cái từ khóa rồi, cho nên các bạn không cần phải đặt nữa. Nếu như các bạn đặt đây thì phần mềm nó chạy rất là chậm. Cho nên các bạn bỏ qua cái chỗ này nhé. Lưu ý cho Hà nhé. Những người mà đã đặt từ khóa thì các bạn xóa hết cho Hà. Rồi sau đó các bạn loại trừ nhóm này.
Nhóm nào mà các bạn không muốn phần mềm auto chạy vào thì các bạn xóa đi. Ví dụ có một số nhóm quản trị viên không thích nội dung bán hàng, cũng không thích comment bán hàng mà lại càng không thích cái bài đăng bán hàng, thì khi mà các bạn comment vào thì nó hay báo cáo. Một khi mà nó đã báo cáo thì các bạn hay bị spam, hay bị chặn tính năng đăng nhóm tận tháng hoặc mấy tháng hoặc tuần. Cho nên tốt nhất các bạn tránh cái những cái nhóm đó ra, các bạn tích vào. Ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ như vậy. À, thử ấy mấy nhóm rồi ok. Khi các bạn chỉ cần tích như vậy thôi, không cần ấn cái gì nữa hết. Các bạn ấn mũi tên quay lại đi. Rồi sau đó đến loại trừ trang. Loại trừ trang cũng vậy nhé. Đây đây là các trang của Hà. Rồi tiếp này, loại trừ bạn bè này. Cái hay của cái bản cập nhật này là loại trừ bạn bè. Các bạn phải biết là có những người là thầy của mình, những người là đồng nghiệp của mình, những người là sếp của mình, mà cái nội dung comment của mình nhiều khi mình cài cái nội dung comment bán hàng ấy thì vào thì nó không hay lắm, cho nên là các bạn cứ tích vào đi. Những người đó không muốn chạy vào thì các bạn cứ tích vào. Đó. Các bạn chịu khó làm cái thời gian này đầu này thôi thì sau đó nó sẽ cứ thế chạy thôi. Chỉ có lúc đầu mà mình hơi vất vả thế này chút. Còn sau đó thì không cần phải cài như thế này nữa, sau đó cứ thế chạy thôi. Ví dụ như em thì em loại trừ những người này. Đó, ví dụ như vậy, đây là những anh hay là những đồng đội hay là cái gì gì đó, bạn hay là đó, ví dụ như vậy nhá. Đó. Rồi Hà làm mẫu một số người thôi, sau đó các bạn cứ ấn vào cái nút mũi tên quay lại là ok rồi. Đã xong phần loại trừ bạn bè nhá. Cái loại trừ bạn bè là cái tính năng mà Hà thấy rất ok nhất. Rồi tiếp phần bình luận này. Các bạn nhớ bật sang nút xanh này. Đó, và sau đó các bạn cài đặt nội dung bình luận. Vào cài đặt nội dung bình luận, các bạn ấn nút thêm. Các bạn ấn vào chỗ chưa đặt. Và bắt đầu các bạn chọn nội dung nhé. Bắt đầu lúc thì bắt đầu ngay từ bây giờ luôn cũng được. Hay là các bạn chọn thời gian. Đấy, các bạn di chuyển cái này lên xuống là chọn được thời gian này. Sau đó các bạn ấn nút xong này. Và cài đặt nội dung. Cài đặt nội dung thì nó nhiều lắm. Tùy. Thường thì các bạn thích đặt cái nội dung comment nào cũng được. Hà thì ví dụ bây giờ Hà đặt cái tag tên người nhận. Dụ như vậy. Và các bạn lưu ý là ngắn quá thì phần mềm không cho chấp nhận, cho nên là các bạn ấn cái nút dấu cách trống này. Ấn nhiều vào để nó đủ 20 ký tự thì nó cho phép lưu. Các bạn ấn vào lưu lại. Ok. Rồi sau đó các bạn đặt thêm một cái nội dung bình luận nữa. Cái con trỏ chuột của mình nó đây, các bạn ấn vào nút thêm, ấn vào chưa đặt, các bạn cài đặt một cái nội dung nữa. Khi mà các bạn làm ít lần là các bạn quen, ví dụ như vậy. Hà thì Hà hay đặt như vậy. Đấy, ngắn quá nó không cho chấp nhận. Đây này, chú ý nội dung phải từ 20 ký tự trở lên thì các bạn đặt nhiều dấu cách trống chút. Vậy là ok nhé. Hà chạy thử hai cái nhé. Rồi sau đó các bạn ấn nút quay lại này. Đây các bạn thấy không? Có một mục là cá nhân hóa tên. Các bạn ấn vào đây. Cá nhân hóa tên tức là các bạn sẽ đặt biệt danh cho bạn bè của mình. Ví dụ thì những người mà lúc nãy không muốn loại trừ tương tác, mình vẫn muốn tương tác với họ bằng phần mềm thì mình sẽ là đặt biệt danh cho họ theo cách xưng hô. Ví dụ những người lớn tuổi hơn mình lúc nãy đặt tên name chẳng hạn, có những cái bình luận nhé. Thì là ví dụ Hà đặt hello name thì cái name nó sẽ thay bằng tên Facebook người nhận, ví dụ là Thảo Phương Thái này sẽ thay bằng tên Facebook của chị này. Thì lớn tuổi hơn mình không muốn gọi tên Facebook của họ thì bây giờ mình cài đặt biệt danh cho họ. Đây mình vào chỗ cái bút này nhá, mình xóa cái tên cũ đi, Phương Sinh chẳng hạn. Đấy, ví dụ như vậy. Thì lúc mà mình cài đặt name thì nó sẽ vào là Phương Sinh. Đó, ví dụ như vậy. Hay là các bạn nhớ ra ai thì các bạn ấn vào nút mũi tên tìm cái gương tìm kiếm phía trên này. Các bạn ấn tên. Ví dụ như Hà có Facebook của thầy. Thì bây giờ Hà sẽ gõ chữ thầy. Thầy là Trần Nhật Minh, Hà sẽ gõ chữ Trần để hiện ra cái Facebook của thầy. Đâu rồi nhỉ? Tìm nó cũng hơi lâu. Đấy, ví dụ đây, Trần Nhật Minh đây là thầy của Hà. Hà sẽ xóa tên Facebook của thầy đi và bỏ thành thầy. Rồi, ok, sau đó ấn lưu và đóng.
Ví dụ các bạn cứ như vậy nhé, các bạn bỏ thời gian chút, các bạn bỏ thời gian là làm tầm 15 30 phút ngày đầu thôi, sau đó nó rất là ok luôn, chạy rất là ok luôn. Rồi ok rồi các bạn, quay trở lại đi. Rồi cá nhân hóa đã xong nhá, và còn cái mục cuối cùng đây là chạy nền, các bạn ấn vào đây. Thì lúc mà các bạn chạy nền á thì các bạn sẽ có một cái ô mà thêm thời gian dưới này. Thì lúc mà các bạn ấn vào thêm thời gian này, ví dụ như là 10 giờ 16 phút, các bạn đặt 10 giờ 16 phút là đặt. Thì lúc đó các bạn không bật phần mềm lên nó vẫn chạy. Đó, không bật ứng dụng lên nó vẫn chạy. Đó, các bạn thêm vào một số thời gian yêu thích. Các bạn thêm vào một số thời gian mà cái lượng tương tác nó cao. Đó, ví dụ như vậy đi, ok đi, 4 thời gian thôi. Rồi, như vậy là tất cả các cài đặt hà đã làm xong cho các bạn rồi nhé. À, cho thả tim đi, thả tim cho nó đặc biệt. Ok rồi. Rồi, vậy là tất cả các cài đặt đã xong. Bây giờ Hà thử cài đặt thêm một cái tính năng bình luận, có cái biến name nữa. Đó. Hà chưa kịp làm gì nữa bạn. Đây, đang tương tác với bài viết của Kim Dung. Tức là vì vừa rồi Hà có đặt cái chỗ thời gian là 16 giờ 16 mà. Cho nên là đây Hà cho mọi người xem cái chỗ chạy nền đây. Tự động lúc 16 giờ 16 phút mọi người thấy không ạ? Bây giờ phần mềm nó đang báo đấy. Đây, đang tương tác bài viết của Kim Dung đấy, mọi người thấy không ạ? Hà mở Facebook ra thì để cho mọi người xem nhé. Đang tương tác bài của Võ Thị Cẩm Vân. Đây, Hà mở Facebook của Võ Thị Cẩm Vân ra cho các bạn xem. Đây, Hà chưa kịp ấn vào nút chạy luôn thì nó đã chạy rồi. Phần mềm gì mà nó sướng gì đâu. Đấy, thương thương rồi đấy. Đấy. Yêu thích rồi đấy. Thử xem. Thử xem. Đấy, các bạn thấy không? Vừa xong luôn. Lúc nãy Hà đặt cái từ, mọi người có thấy cái comment của Hà, Hà đặt là tag đúng không? Cái tag để trong ngoặc vuông thì sẽ thay bằng tên Facebook của người ta và gọi tên người ta đó. Như vậy là gọi tên họ rồi đấy. Mọi người thấy không? Nó phần mềm nó chạy nhanh như một cơn gió, chưa kịp làm gì nó lại chạy. Rồi, bây giờ Hà thử cài đặt thêm một cái nội dung bình luận nữa nhé. Đây, mọi người thấy không? Cái bình luận lúc nãy Hà đặt là cái tag này này. Thì tag là sẽ thay bằng tên Facebook, là gọi tên Facebook người ta đấy. Bây giờ Hà đặt thêm một cái nữa nhé. Hello name đi. Mọi người nhớ là đặt nhiều cái dấu cách trống chút nhé. Ok rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, nếu như mà mọi người không thích để nó chạy nền thì các bạn ấn vào chạy tương tác thì nó vẫn chạy thôi. Lúc mà các bạn ấn vào chạy tương tác này thì sẽ thấy hiện lên trên màn hình này những người mà phần mềm nó đang chạy. Kim Dung nó cứ hiện ra rồi nó bỏ qua là vì vừa rồi nó vừa tương tác xong. Lúc mà đã tương tác rồi thì nó không tương tác lại nữa. Đó là cái điểm mới của phần mềm nữa. Đó, cho nên bây giờ đợi nó loát qua cái danh sách mà lúc nãy mình đã tương tác cho họ rồi thì nó loát ra, loát qua cái khúc đó thì bây giờ nó sẽ hiện lên thôi. Các bạn đợi chút. Tại vì vừa rồi nó comment được khá là nhiều rồi. Comment được khá là nhiều. Các bạn để ý đây sẽ có cái phía trên cùng này. Đây sẽ đếm số đây. Nó comment bài ai thì nó sẽ đếm số đây. Lương Thị Yến. Nó hiện như thế này nhưng mà lúc qua Facebook của người ta thì đã là gọi tên Facebook của người ta rồi. Đây là cái dãy số UID. Con bé nhà Hà nó kêu. Đây là cái dãy số UID. Đấy, Hello Kim Dung, mọi người thấy không? Đó. Tên Facebook của chị này là Kim Dung thì nó thay bằng cái tên Facebook rồi đấy. Mọi người thấy phần mềm nó chạy sướng không? Quá sướng đúng không? Thế mình bây giờ thử xem nhá. Bây giờ số thứ tự đang là 5, đang tương tác được 5 người. Mình qua Facebook nhá. Mình qua Facebook mình làm việc khác nhá. Thử xem. Chút nữa quay lại thì nó có tương tác thêm được người nào hay không? Ví dụ như mình qua đây mình trả lời comment người ta. Toàn là comment how to. Đấy, ví dụ như vậy, sau đó mình mở lại cái phần mềm auto thử xem. Đấy, 8 rồi, mọi người thấy không? Đã lên đến số 8 rồi, rất là ok luôn. Mọi người, mình không cần mở phần mềm ra thì nó vẫn chạy cho các bạn. Đó.
Mà cái chi phí mọi người Hà nói thì mọi người còn giật mình nữa. Chỉ có 350.000 3 tháng thôi. Đó, mà hiện tại thì Hà đang tặng cái công thức ra đơn sau 24 giờ. Cam kết các bạn áp dụng theo thì các bạn chắc chắn ra đơn. Các bạn cứ ghé Facebook của Hà, Trịnh Thu Hà, hoặc là website zilangnghean.com.vn sẽ thấy toàn bộ cái tài liệu cũng như là cái thông tin của Hà về cái phần mềm cũng như là tất cả mọi thứ. Thì các bạn cứ inbox cho Hà đi, đưa số điện thoại và họ tên, ngày tháng năm sinh, Hà tạo tài khoản cho các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng luôn nhé. Dùng bán hàng mà không có cái phần mềm này thì nó hơi phí, không có thời gian làm việc khác đâu. Rồi ok nhá, xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp các bạn ở cái video lần sau.